chào bà con và quý khán giả thân quen của bản tin 365 ngày chuyển động được phát mỗi ngày trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Bản tin tổng hợp nhanh thị trường nông sản, các mô hình sản xuất hay, sinh lời cao, thích ứng biến đổi khí hậu, đặc biệt nông nghiệp hội nhập công nghệ cao với thế giới, nông nghiệp 4.0, các chính sách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất nông nghiệp và xuất khẩu. Bây giờ mời bà con và quý khán giả điểm qua thông tin cùng chúng tôi. Atiso tăng giá cao sau Tết, cây dược liệu bổ dưỡng dễ tiêu thụ. Hoa cũng tăng giá sau Tết, đón lễ tình dân, nhà dân trồng hoa hồng ở Lạc Dương lời cao. Nông nghiệp trên đường phát triển, Lâm Đồng xây dựng 10 vùng đạt tiêu chí sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Trồng dâu tây trên đất ta bằng công nghệ cao, khẳng định chất lượng, đồng thời thu hút khách du lịch đến Lâm Đồng. Thị trường nông nghiệp mở đầu với loại cây có thể sử dụng toàn bộ thân, lá, hoa và rễ. Tôi nói đến đây thì chắc là anh Minh Thiện nghĩ ngay đến cây gì rồi đúng không? Cây Atiso là loại cây trồng cho thu hoạch toàn bộ những thứ mà tôi vừa nói. Đây là loại cây trồng truyền thống của nhiều nông dân tại thành phố Đà Lạt trong hàng chục năm qua. Bên cạnh dâu tây hay là bơ thì Atiso cũng là một loại đặc sản của Đà Lạt. Thời điểm vừa qua, giá hoa Atiso tăng cao đã đem lại lợi nhuận khả quan cho người nông dân. Phóng viên 365 ngày chuyển động ghi nhận như sau. Được biết, giá hoa Atiso khô hiện rơi vào khoảng 500-600 ngàn đồng một ký. Hoa tươi có giá từ 90-200 ngàn đồng một ký. Với nhiều công dụng cũng như nhiều cách chế biến khác nhau, những bông hoa Atiso này nhanh chóng trở thành mặt hàng hot cho các chị em nội trợ ở các thành phố lớn, giúp bữa ăn hàng ngày thêm phong phú và bổ dưỡng hơn. Giá hoa tươi sau Tết tại nhiều tỉnh thành cả nước vẫn giữ ở mức cao, có loại còn tăng giá đột biến. Vì sao thì chị Huỳnh Như chắc là cũng biết, bởi vì nhân ngày lễ tình dân thì hoa chính là một biểu tượng đẹp và ý nghĩa để mà thể hiện cho đối phương của mình. Tôi cũng rất là vui và có mong muốn là mình sẽ được tặng hoa hồng hoặc là một vài loại hoa ý nghĩa như là cẩm chướng hoặc là cát tường chẳng hạn. Tâm lý của nhiều người như vậy cho nên là nhà vườn sẽ trúng giá hoa tươi vào thời điểm này, các shop hoa thì cũng bán chạy hàng. Tại nhiều cửa hàng chuyên cung cấp hoa tươi, giá tăng từ 20.000 đến 70.000 đồng một bó đối với hoa cát tường, cẩm chướng. Còn các loại như huệ đỏ, huệ trắng, giá từ 6.000 đến 8.000 đồng một nhánh, tăng 1 đến 2.000 một nhánh so với trước Tết. Theo các cửa hàng hoa, nguyên nhân khiến giá mặt hàng này tăng cao vì thời điểm này đang vào mùa lễ hội hành hương, lễ tình nhân, nên nhu cầu nhiều trong khi nguồn cung đang giảm do nhiều cơ sở hoa nghỉ Tết. Lâm Đồng là vùng trồng hoa trọng điểm của cả nước. Mấy năm nay, nông dân trồng hoa phất lên làm giàu nhanh chóng nhờ thị trường trồng mở. Nhưng mà cũng không dễ gì bởi vì thời tiết thay đổi, dịch bệnh trên hoa thì cũng nhiều. Để trụ vững được chế nghề thì nông dân còn phải linh động chuyển đổi vùng sản xuất. Anh Minh Thiện nói chuyển đổi vùng là như thế nào? Ví dụ như là hoa hồng, chị Huỳnh Như biết là đây là một loại hoa được trồng nhiều ở thành phố Đà Lạt, đặc biệt là vùng trồng hoa Giàng Thành. Nhưng mà do trồng hoa lâu năm cho nên là dịch bệnh nhiều, nông dân đã bắt đầu chuyển đổi sang vùng khác để trồng. Trong đó thì huyện Lạc Dương là một trong những địa phương được bà con đầu tư trồng hoa hồng hơn 10 năm nay và đã mang lại hiệu quả khả quan. Nhiều gia đình ở địa phương này nhờ hoa hồng mà phất lên nhanh chóng. Hiện ở Lạc Dương, phần lớn bà con nông dân trồng hoa hồng theo hợp đồng, ký giá chết với các công ty tiêu thụ ở mức 1.200 đồng một cành, không phụ thuộc thị trường. Chính vì thế nên đầu ra khá ổn định. Với giá này, mỗi sào hoa hồng, người nông dân có thể thu lãi khoảng 10 triệu đồng một tháng. Tuy nhiên, hoa hồng là loại hoa có nhiều dịch bệnh. Chính vì vậy, để trồng hoa thành công, người nông dân cần phải chủ động phòng trừ dịch bệnh và đầu tư đúng mức mới mang lại hiệu quả cao. Hoa tiêu thụ trong nước và trùng vào thời điểm Tết, cúng bái lễ chùa và ngày lễ tình yêu cũng đến, cho nên là hoa có giá cao. Nhà vườn không lo lắng đầu ra trong thời điểm này, nhưng mà nhà vườn trồng cà phê thì trái ngược lại. Trong phiên giao dịch mới nhất, giá cà phê nhân xô một số tỉnh Tây Nguyên lao dốc xuống quanh mức 32.200 đến 32.900 đồng một ký theo đà giảm của thế giới. Tại cảng thành phố Hồ Chí Minh, giá cà phê xuất khẩu loại 2 tỷ lệ đen chở 5% giao dịch tại mức 1.419 đô la Mỹ một tấn, giảm 85 đô la Mỹ một tấn. Được biết, giá cà phê giảm là do nguồn cung cà phê tại một số quốc gia chủ lực tăng 5%. Tương tự, giá cà phê thế giới ở mức thấp kéo theo giá cà phê trong nước cũng giảm xuống còn ở mức 33.500 đồng một ký, khiến người trồng cà phê phải chịu thua lỗ lớn bởi giá thành ở mức 37-38.000 đồng một ký. Theo các chuyên gia kinh tế, xuất khẩu hạt cà phê, hạt tiêu trong quý 1, quý 2 năm 2019 ít có biến động về giá.
Giá thấp là một nỗi buồn cho nhà vườn trồng cà phê, bởi vì cây cà phê là một trong 13 sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia đã chính thức được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành. Việc xác định những sản phẩm chủ lực cụ thể sẽ khuyến khích nông dân sản xuất. Các địa phương sẽ quy hoạch và tập trung từng sản phẩm mình có. Cụ thể đó là những sản phẩm lúa gạo, cà phê, cao su, điều, hồ tiêu, chè, rau quả, sắn và các sản phẩm từ sắn, thịt heo, thịt và trứng gia cầm, cá tra, tôm, gỗ và các sản phẩm từ gỗ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết đã có nhiều quốc gia xác định sản phẩm nông sản chủ lực để khuyến khích phát triển, nhưng đến nay vẫn chưa có bộ chỉ số thống nhất nào để xác định sản phẩm nông nghiệp chủ lực chung. Việc quy hoạch vùng trồng các sản phẩm chủ lực thì tỉnh Lâm Đồng đang thực hiện, đặc biệt là đã có quy hoạch vùng nào đạt tiêu chí sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Kính thưa bà con, trong tiểu mục Nông nghiệp trên đường phát triển ngày hôm nay, Quỳnh Như xin tiếp lời của anh Minh Thiện với thông tin mà phóng viên của 365 ngày chuyển động vừa cung cấp. Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật Lâm Đồng cho biết, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đang mở rộng cả quy mô địa bàn và đối tượng cây trồng vật nuôi. Tất cả 12 huyện thành phố trong tỉnh Lâm Đồng đều áp dụng công nghệ cao vào sản xuất cây ăn quả, dược liệu, chăn nuôi heo. Trong đó, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã áp dụng công nghệ cao trên tổng diện tích sản xuất là gần 1.700 hectare, mang lại hiệu quả kinh tế ngày càng tăng cao. Việc ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp lan tỏa đến các vùng đồng bào dân tộc thiểu số là một bước phát triển đáng ghi nhận. Cụ thể ở các vùng như sau. Tỉnh Lâm Đồng đã quy hoạch đầu tư 19 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo tiêu chí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với tổng diện tích 3.900 hectare. Đồng thời bổ sung 2.000 hectare quy hoạch sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo hướng tiếp cận đa ngành. Đến nay, làng hoa Thái Phiên và làng hoa Vạn Thành, Đà Lạt được công nhận dùng sản xuất hoa ứng dụng công nghệ cao và có 8 doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao trên tổng diện tích là 385 hectare rau và hoa. Bên cạnh đó, có 77 doanh nghiệp FDI với vốn đầu tư hơn 266 triệu đô la Mỹ. Điển hình như tập đoàn Bezo đầu tư 11 triệu 500 ngàn đô la Mỹ tại huyện Lâm Hà, sản xuất giống rau xuất khẩu lớn nhất Đông Nam Á, và công ty trách nhiệm hữu hạn Arivina với kinh phí 25 triệu đô la Mỹ nhân giống hoa cao cấp tại Đà Lạt. Định hướng đến năm 2020, toàn tỉnh Lâm Đồng phấn đấu xây dựng đủ tiêu chí công nhận 10 vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên cây rau, hoa và cây ăn trái. Tỉnh sẽ tập trung sản xuất, nâng cao giá trị các sản phẩm chủ lực ứng dụng công nghệ cao, từ đó xây dựng trở thành trung tâm mở rộng quy mô vùng, hướng đến liên kết phát triển bền vững. Thưa bà con và quý khán giả, bà con ở Lâm Đồng thì đã quá hiểu rõ đặc tính dùng đất và khí hậu để sản xuất nông nghiệp hiệu quả. Trên đối với bà con ở các nơi khác thì có lẽ sẽ cảm thấy lạ khi mà Minh Thiện nói là làng hoa Hà Đông phát triển dâu tây. Đáng lẽ ra làng hoa thì phải trồng hoa chứ đúng không ạ? Làng hoa này thuộc địa phận thành phố Đà Lạt nên cây dâu đã bén duyên và trở thành đặc sản lâu nay. Mà hễ du khách đến đây thì đều mua về để làm quà. Với lợi thế về khí hậu ôn hòa quanh năm cho nên Đà Lạt trở thành vùng đất để cho nhiều cây trồng đơm chồi, bén rễ, hoa, cây ăn trái và đặc biệt là dâu tây. Dâu tây trở thành cây trồng chủ lực của địa phương, mở ra nhiều triển vọng như là phát triển du lịch vườn, nâng cao thu nhập. Không những thế, cây dâu tây còn là những sản phẩm đặc sản đặc trưng của thành phố Đà Lạt. Mời bà con và quý khán giả xem phóng sự do phóng viên 365 ngày chuyển động thực hiện. Được sinh ra và lớn lên ở làng hoa nổi tiếng Hà Đông, nên nhà nông Vũ Nhuần am hiểu rất rõ về những cây trồng ở vùng đất này, trong đó có cây dâu tây. Theo nhà nông Vũ Nhuần, trưởng làng hoa Hà Đông, cây dâu tây có nguồn gốc từ Nam Mỹ, sau đó được người dân châu Âu đưa về lai tạo và trồng ở châu Âu vào thế kỷ 18. Đến năm 1940, người Pháp đưa vào Việt Nam và làng hoa Hà Đông, thành phố Đà Lạt là nơi đầu tiên cây dâu tây được đơm chồi bén rễ ở làng hoa Hà Đông cách đây gần 80 năm về trước. Chính vì vậy mà các thế hệ con cháu ở làng hoa Hà Đông luôn duy trì và không ngừng phát triển diện tích trồng dâu tây. Hiện nay làng hoa Hà Đông có trên 10 hectare trồng dâu tây theo hướng công nghệ cao. Trong đó, vẫn có một số ít nông dân vẫn duy trì canh tác dâu tây ngoài trời. Đầu tiên là cái giống dâu, là giống của Pháp, do cụ Vũ Hữu Huệ đem từ ngoài Hà Nội đem vô trồng tại Đà Lạt, ngay tại ấp Hà Đông. Giống dâu thứ hai là giống dâu của Mỹ, là năm 1972, là cụ Trần Văn Kim đem gốc giống từ ở cái trại Trần Minh Quang ở trên Cam Ly đem về trồng ở Hà Đông, cũng đó là đầu tiên. Và từ đó đến nay, có một số hộ dân của Hà Đông hiện nay vẫn đang trồng
và vẫn duy trì cái giá, những cái giống dâu. Và hiện nay giống dâu ở Đà Lạt thì rất là nhiều giống dâu, mà vẫn còn giống dâu mà hiện nay đang thị trường đang quan tâm tới là cái giống dâu của Mỹ Đá, và người ta đang những bà con nông dân vẫn duy trì cái giống đó để trồng và làm ăn sinh sống nhờ cái nguồn gốc giống dâu đó. Trong quá trình phát triển, dâu tây trồng trên đất gặp nhiều thăng trầm. Thời kỳ đầu, cây dâu tây được trồng ngoài trời và nhân giống bằng cách tách thân bò và cây con từ cây chính để trồng lại. Sau nhiều năm, giống dâu tây phát sinh nhiều thứ bệnh như héo lá, đốm đỏ. Trước tình trạng như vậy, nhiều nhà khoa học, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tìm cách nhập các giống dâu tây mới từ Mỹ, Đài Loan, New Zealand để thay thế các giống dâu cũ của Pháp. Đồng thời, khi Đà Lạt bắt đầu hình thành và phát triển nông nghiệp công nghệ cao, các doanh nghiệp đã nhanh chóng nắm bắt được khoa học kỹ thuật, đưa dâu tây trồng theo công nghệ mới, công nghệ thủy canh trong nhà kính. Và đến nay, cây dâu tây trên đất Đà Lạt ngày càng phát triển cả về diện tích và chất lượng, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Vườn dâu kết hợp với du lịch tạo ra loại hình du lịch canh nông hấp dẫn du khách. Khi tôi đến đây thì tôi thấy là cảm thấy là mình rất là thích và tự hào là Đà Lạt mình có những cái vườn dâu sạch. Nhưng mà điều thú vị nhất ấn tượng của em đó là có dâu tây, mình có thể tới vườn hái hay là mình có thể ăn tại vườn luôn, rất là thú vị chị ạ. Giống dâu ở đây thì mình trồng chủ yếu vào trong nhà kính, vì cái trong nhà kính này thì nó cách ly được những cái sinh vật bên ngoài vào, đặc biệt là những cái con bò rồi đó. Thì cái hiệu quả của cây nó cao hơn, và trong này thì không phải phụ thuộc vào thời tiết ngoài trời, mà mình có thể chủ động được cái nhiệt độ cũng như là lượng nước mà làm giúp cho một cây dâu phát triển một cách tối ưu nhất. Cây dâu tây không chỉ cho triển vọng về phát triển du lịch vườn, góp phần tăng thu nhập cho người dân. Dâu tây dùng ăn tươi và chế biến thành nhiều món ăn, thức uống như mứt dâu, rượu dâu. Với những giá trị cây dâu mang lại, cây dâu tây Đà Lạt sẽ ngày càng phát triển về diện tích và luôn là địa chỉ du lịch hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước khi đến nghỉ dưỡng tham quan ở thành phố cao nguyên Đà Lạt mến yêu này. Ngày hôm nay thì tôi mới biết là dâu tây du nhập vào nước ta như thế nào. Sau quá trình phát triển của cây dâu thì tôi thật là công nhận nông dân nước ta rất là chịu mày mò, cần mẫn tìm cái mới để mà thích ứng với địa phương của mình. Vâng, giá trị từ cây dâu mang lại đã khẳng định sự kiên trì của nông dân là hoàn toàn xứng đáng. Xin được hẹn gặp lại quý khán giả và bà con trong bản tin ngày mai.